đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, được trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tránh mọi tai ương, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, đón Tết 2025 âm lịch, phú quý đủ đầy, cực giàu có. Chẳng cần lam lũ qua loa, tam tai đã hết vinh hoa sẵn dành, thần tài chưa đến gọi danh, trời cao sáng tỏa công thành phất lên, chín đời cửu ngũ phía trên, vinh hoa phú quý phất lên cửa nhà. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Canh Tuất sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Canh Tuất hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Canh Tuất phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác anh chị tuổi Canh Tuất đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Canh Tuất không được dễ dàng làm mấy. Canh Tuất thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Canh Tuất hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Canh Tuất những điều bất như ý cô bác anh chị nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Canh Tuất hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Canh Tuất đang có. Dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời Canh Tuất. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Canh Tuất nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh, thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Canh Tuất thay đổi, thì thái độ của Canh Tuất cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Canh Tuất sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Canh Tuất chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý cô bác anh chị Canh Tuất thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Canh Tuất có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời cô bác anh chị cùng theo dõi. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Những người tuổi Canh Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ là những người vị tha, luôn sẵn sàng che chở, an ủi, động viên người khác. Tính cách gắn liền với người tuổi Tuất là sự thẳng thắn, trung thực, công bằng, hào hiệp, dũng cảm, cần cù, hiếu học, có tinh thần cộng đồng cao, luôn đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân, không chú trọng đến tiền bạc nhưng lại có năng lực kiếm tiền. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật, mâu thuẫn đối lập nhau, trong bất kỳ việc gì họ vẫn vừa có thể thực hiện lý tưởng vừa có thể thu hoạch lợi ích vật chất. Đôi khi ở khía cạnh tiêu cực, họ là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Tuy nhiên những đức tính này chỉ là phần phụ, cái chính là sự hào phóng tốt bụng, hay quan tâm giúp đỡ người khác ở họ. Khi có việc xung đột mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề, chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Người sinh năm Tuất nói chung là người chính trực, giàu lòng chính nghĩa, họ là người trưng nghĩa, ngay thẳng, chân thành, không cố làm ra vẻ ta đây. Rất thích bênh vực kẻ yếu, tự nguyện nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ, vì thế người tuổi Tuất biết cách sống hòa bình với mọi người. Khi gặp chuyện phiền phức, bạn tìm sự giúp đỡ bằng cách đến gõ cửa hoặc gọi điện thoại cầu cứu người tuổi Tuất, lúc đầu có thể họ do dự hoặc từ chối. Tuy nhiên một khi họ biết được sự thực là bạn rất cần sự giúp đỡ, thì họ liền hết sức giúp đỡ không chút do dự, có lúc người tuổi Tuất còn bảo vệ lợi ích của người khác. Và coi đó là việc quan trọng hơn là bảo vệ lợi ích bản thân, người tuổi Tuất sẽ hết mình với những ai tốt với họ, giống như người tuổi Dần, khi đứng trước sự bất công. Họ không thể bỏ qua được mà sẽ nổi cáu, nhưng khi sự nóng giận qua đi thì họ sẽ bình tĩnh ngay. Cần chú ý là họ không nổi cáu với sự đố kỵ hay hoài nghi, mà chỉ tức giận với sai lầm.
Hơn nữa, họ không để bụng khi sự việc đã qua. Đương nhiên là người tuổi Tuất có lòng nhân ái hơn người tuổi Dần. Nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, tuổi Tuất sẽ không vội vàng trách móc, to tiếng. Họ đặt mình vào vị trí của những người khác và suy nghĩ, đánh giá. Đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy tuổi Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Trước khi nhận lời giúp đỡ người khác, tuổi Canh Tuất sẽ mất chút thời gian để suy nghĩ cân nhắc, không phải là xem xét đến lợi ích của mình, mà là cân nhắc kỹ lưỡng đối phương liệu có thực sự cần sự giúp đỡ từ họ. Bởi có những người thường ỷ lại, dựa dẫm quá nhiều vào tuổi Tuất mà không có tinh thần tự lập. Tuổi Canh Tuất sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy kẻ yếu bị chèn ép, bắt nạt. Họ thậm chí nổi giận và dạy cho kẻ ngạo nghễ một bài học xương máu. Tuổi Tuất khó kiềm chế được cơn nóng giận của mình, nhưng họ không để bụng chuyện gì, cũng không thù hằn bất kỳ ai. Những người này sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục. Điều đó đôi khi khiến tuổi Tuất trở thành một con người bảo thủ, trì trệ. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Tuất đã có nhiều ước mơ hoài bão và dự định cho tương lai. Họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn. Có lẽ đối với họ không có gì quan trọng bằng danh dự và những phẩm chất đáng quý của con người. Bởi vậy tuổi Tuất khi được giao công việc, nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Tuổi Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực. Trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra tuổi Tuất là người sống giàu tình cảm. Chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh. Tuổi Tuất là những người thích giao tiếp, kết bạn. Bởi vậy họ có mối quan hệ xã hội rộng rãi. Người này ít khi có khái niệm kẻ thù vì họ theo chủ nghĩa hòa bình. Nhưng một khi có ai đó cố tình làm tổn hại danh dự của họ và những người thân trong gia đình, tuổi Tuất sẵn sàng đáp trả một cách dữ dội. Mọi người xung quanh tin tưởng và khâm phục vào trực giác của tuổi Tuất. Trước những khó khăn, nguy hiểm, người này luôn đưa ra những lời khuyên chính xác, đúng đắn và những lời cảnh báo cho mọi người đề phòng. Nhờ vào con mắt tinh tế của mình, tuổi Tuất có thể phán đoán được tính cách, suy nghĩ của người khác. Điều đó giúp họ kết bạn được với những người cùng chung chí hướng, tránh xa những người mưu mô xảo quyệt. Nếu quan sát tuổi Tuất khi giao tiếp, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích. Những người này biết cách thu hút dẫn dắt người khác vào câu chuyện của mình. Họ từ tốn để chỗ cho những sự tinh tế, chứ không bao giờ to tiếng, gào thét trước mặt ai đó. Hơn nữa, những lý lẽ mà tuổi Tuất đưa ra luôn khiến người khác bị rung động, thuyết phục. Phần lớn nam giới tuổi Canh Tuất đều có tinh lực dồi dào, cho dù họ gặp phải những việc vượt quá khả năng. Hay khi có cơ hội, họ đều rất giỏi trong việc đưa ra các biện pháp quyết định thông qua ý kiến của bản thân. Họ còn có thể dự kiến được bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm gì, vì thế họ rất mong muốn vượt hơn hẳn người khác. Họ thường giấu kín hoài bão ở trong lòng, trung thành với người giao công việc cho họ. Chỉ cần những việc đó nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, thì họ sẽ vui vẻ giúp đỡ. Yếu điểm của nam giới tuổi Tuất là ít nhẫn nại. Trong phương diện tình cảm thì không giống với người tuổi Ngọ, tuổi Dần, khi rơi vào mối tình nồng cháy. Họ chỉ lặng lẽ yêu và dành mọi sự quan tâm chăm sóc người yêu. Nam giới tuổi Tuất đặc biệt không dễ tin người, tuy nhiên một khi đã có lòng tin thì sẽ đối xử rất chân thành. Nam giới tuổi Tuất nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ. Họ phân biệt được rõ đúng sai, biết điều gì mình nên và không nên làm. Những người mơ hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ. Chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi, ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Một khi làm việc, những người này tập trung cao độ và cố gắng hết mình, chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên điểm yếu lớn nhất của người tuổi Tuất đó là không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Họ có thể nổi giận với đồng nghiệp bất cứ lúc nào. Dù cơn nóng giận ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng điều đó đã khiến người khác bị tổn thương. Đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người. Dù có bận rộn đến mấy với công việc, tuổi Tuất cũng sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho những người thân xung quanh họ. Trong những lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực duy nhất tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho tuổi Tuất vượt qua gian nan thử thách. Phụ nữ tuổi Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành tình nguyện viên giúp đỡ người gặp khó khăn. Cô nàng này rất coi trọng vẻ bề ngoài, bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm xấu xí. Họ là những người giỏi giao tiếp, vì vậy phụ nữ tuổi Tuất có nhiều bạn bè yêu quý tin tưởng. Mọi người luôn luôn có thể trông đợi ở người tuổi Tuất khi cần sự giúp đỡ, đặc biệt là khi điều đó có nghĩa là họ sẽ học hỏi được điều mới và sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho người cộng sự,
Các nhà tuyển dụng xem họ như là những nhân viên đáng giá bởi vì họ là người đáng tin cậy, có trách nhiệm và có thể tin tưởng được. Họ vừa có thể làm một nhà lãnh đạo tốt, vừa có thể là một nhân viên giỏi vì họ hiểu được tầm quan trọng của việc hợp tác. Người tuổi Canh Tuất là người biết kiềm chế mình, điều này khiến họ luôn đạt được thành công trong các công việc như cố vấn, nhà tâm lý hoặc mục sư. Họ có thể đảm nhận được mọi công việc trong quân đội, có thể trở thành nhà quản lý ngành vận tải, bác sĩ, chánh án, luật sư hay giáo sư ưu tú. Hơn thế, họ còn thích hợp với những công việc yêu cầu tính kiên nhẫn cao như nhân viên công vụ, nhân viên lắp đặt máy tính. Trong 12 con giáp, không một tuổi nào có được sự trung thành và đáng tin cậy như người tuổi Tuất, đó là những người luôn đề cao chữ tín, tận tụy với nhiệm vụ được giao và vì vậy mà họ được rất nhiều người tôn trọng quý mến. Họ thường cư xử với mọi người rất đúng mực, sống chân thành, hết mình vì bạn bè, đồng nghiệp. Sự cần cù và nỗ lực trong công việc của họ được cấp trên đánh giá cao và trọng dụng. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp của họ rất thuận buồm xuôi gió. Trong công việc, họ luôn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác. Điều này giúp họ có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như tránh được sai sót không đáng có. Dù biết lắng nghe nhưng không ít người tuổi Tuất có tinh thần tự lập cũng như khả năng làm việc độc lập rất cao. Chính vì vậy họ có thể đứng vững trên đôi chân của mình bằng ý chí, sức lực và tài năng. Họ ít khi chịu chấp nhận phụ thuộc hay tụt hậu so với người khác. Ngoài ra, với lòng chính trực, tinh thần trượng nghĩa, sẵn sàng đấu tranh với mọi bất công, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, họ có thể gánh vác những công việc khó khăn cho tập thể hay cộng đồng. Những người tuổi Tuất thường được tôn trọng ở bất cứ chỗ làm nào. Nếu biết phát huy ưu điểm trên và không ngừng phấn đấu, thì con đường sự nghiệp của họ sẽ luôn rộng mở. Tuy nhiên, cuộc sống của người tuổi Tuất không hề ổn định, tuổi thơ trải qua nhiều nỗi buồn, tuổi thanh niên cũng có rắc rối và gặp phải nhiều khó khăn. Tuổi trung niên khá hơn một chút, nhưng bạn không hề có một chút rảnh rỗi bởi vì bạn có quá nhiều việc phải làm. Tuổi già có cuộc sống khá phẳng lặng, nhưng bạn vẫn cảm thấy không vui lắm bởi vì lúc nào cũng nghĩ rằng mình còn có nhiều việc chưa làm xong, còn thường xuyên cảm thấy hối hận vì những việc đã qua. Tuy nhiên do bạn rất chân thành với mọi người, nên bạn bè thân thiết đối xử với bạn rất tốt. Đương nhiên những người tuổi Tuất sinh vào ban ngày sống tương đối phẳng lặng và vui vẻ hơn, cũng dễ thỏa mãn với mọi điều hơn. Có thể môi trường đã quyết định một phần nhất định đến cuộc đời con người. Mặc dù không thể nói đường tài vận của bạn là thông suốt, nhưng do sự cần cù, nỗ lực nên bạn cũng có thể đạt được một lượng tiền tài nhất định. Ngoài ra, trong làm ăn, khi hợp tác với người khác phải thận trọng, tốt nhất không nên nóng vội. Chi tiền phải cẩn thận, đừng vì sự tận tụy trung thành của mình mà quên mất phòng bị. Bạn cần biết rằng trên thương trường rất khó có bạn tốt. Người tuổi Canh Tuất hiểu được giá trị đồng tiền nên tuyệt đối không coi nhẹ đồng tiền. Chính vì quan điểm này mà họ chấp nhận một cuộc sống khó khăn, gian khổ hơn người khác rất nhiều. Thế nhưng bạn lại là con người sống vì tình cảm, có nghĩa khí, nên thường bị kẻ thứ ba xen vào, làm liên lụy đến mình. Trong chốc lát có thể mất toàn bộ số tiền tích lũy trong nhiều năm. Vì thế khi có người vay tiền thì bạn phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới cho vay. Bạn không thích vay mượn tiền của người khác bởi vì bạn có lòng tự ái cao mà có xu hướng tự giải quyết một mình. Vì thế nếu gặp thất bại mà không có cơ hội thì cần ghi nhớ là sẽ rất khó nhờ mọi người giúp đỡ. Tư tưởng trọng nghĩa khí xem thường tiền bạc của phương Đông đã dần mất đi. Thêm vào đó bạn phải hiểu là Thượng Đế chỉ giúp đỡ những người tự cứu mình. Vì thế khi không giúp đỡ được cho người khác thì cũng đừng trách mình và cảm thấy không yên. Sự trung thành, nhiệt tình của tuổi Tuất luôn được đề cao và đáng trân trọng. Người khác hoàn toàn có thể tin tưởng, bổ nhiệm họ vào những vị trí quan trọng mà không lo sợ bị phản bội, lừa gạt. Khi nhận một trọng trách nào đó, tuổi Tuất cố gắng hoàn thành tốt nhất để khiến người khác hài lòng về mình. Với sự thông minh, hoạt bát và hiểu biết sâu rộng, tuổi Canh Tuất phù hợp với nhiều công việc, ngành nghề trong những lĩnh vực của cuộc sống. Họ có thể trở thành một kỹ sư tài ba, nhà nghiên cứu khoa học hay một chuyên viên sửa chữa máy móc. Lòng trung thành của tuổi Tuất đáng được tuyên dương, ngợi ca nhất trong số 12 con giáp. Họ luôn biết cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, hòa hợp với mọi người trong cuộc sống. Khi làm việc, những người này tự lập và rất kiên định. Họ không dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình vì bất cứ điều gì. Có nhiều quan niệm cho rằng người tuổi Tuất sinh vào ban ngày sẽ có cuộc sống thuận lợi, sung sướng hơn những người sinh vào ban đêm. Mặc dù vậy, sự cố gắng, phấn đấu và nỗ lực của mỗi cá nhân mới là yếu tố quan trọng quyết định lên vận mệnh của mỗi người. Nếu có ý chí quyết tâm, kiên cường vượt qua khó khăn thì sớm muộn tuổi Tuất cũng sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Từ thuở nhỏ tuổi Tuất đã phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, vì vậy họ hiểu được mục tiêu trong cuộc sống của mình và luôn có ý chí cố gắng phấn đấu. Những người này giỏi kiếm tiền và ít khi chi tiêu quá hoang phí. Tuy nhiên, do lòng nhân hậu và tin người, tuổi Tuất dễ bị kẻ xấu lợi dụng về tài chính.
tuổi Tuất là những người sống rất thẳng thắn, vì vậy họ không muốn phải vay mượn ai quá lâu. Mỗi lần thấy người khác gặp khó khăn, họ đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ, nhưng cũng có lần sự giúp đỡ đó vượt quá giới hạn của tuổi Tuất khiến họ chỉ biết bất lực và tự trách bản thân mình. Tổng quan tử vi năm 2025 âm lịch tuổi Canh Tuất 1970. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, mệnh hỏa, theo thuyết ngũ hành, mệnh kim của tuổi Canh Tuất tương khắc với mệnh hỏa của năm Ất Tỵ, thiên can Ất gặp Canh, tương hợp, địa chi Tuất gặp Tỵ bình hòa. Nhìn chung năm 2025 này, vận trình tử vi tuổi Canh Tuất 1970 sẽ có nhiều cơ hội và cả thử thách. Mệnh chủ tuổi Canh Tuất tốt nhất nên duy trì những công việc ổn định, đúng sở thích, sở trường, không mưu cầu tham vọng nhiều thì được an yên, thảnh thơi. Xét tổng quan, năm Ất Tỵ đối với Canh Tuất nam và nữ mạng không có nhiều lo toan, áp lực nếu mệnh chủ làm việc cẩn trọng hài lòng với hiện tại. Bên cạnh đó, quý ông Canh Tuất nên giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng thì sẽ thực hiện được các dự định ấp ủ. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2025 nam mạng tuổi Canh Tuất có sao Thổ Tú chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Thổ Tú là sao chung vừa tốt vừa xấu, chủ về xuất hành, thị phi. Sao Thổ Tú gây ảnh hưởng với những tuổi có tính tình dễ nóng nảy bảo thủ. Còn nếu nam Canh Tuất làm việc luôn có sự chuẩn bị, tính trách nhiệm và tâm huyết thì không cần quá lưu tâm, dù gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh đều bình tâm tin tưởng vào chính mình. Đối với nữ mạng, năm 2025 nữ mạng tuổi Canh Tuất có sao Vân Hớn chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Vân Hớn là sao chung vừa tốt vừa xấu, chủ về các vấn đề giấy tờ, kiện tụng. Gặp sao này nếu nữ Canh Tuất là người ôn hòa, cẩn thận, bao dung thì sẽ tránh được những thị phi không đáng có. Ở độ tuổi này, mệnh chủ đã hiểu được căn nguyên mọi việc, thấu hiểu nhân thế, vì thế càng bình tĩnh đối diện hiện thực, cuộc sống càng thuận lợi và bình an. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Canh Tuất trong năm Ất Tỵ này gặp hạn ngũ mộ, vận hạn chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc. Vì thế mệnh chủ nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân, quản lý tài chính cẩn thận, không nên nóng vội đầu tư khi chưa tìm hiểu kỹ lưỡng. Để giảm từ vận hạn, nam mạng tuổi Dậu 1970 nên cẩn trọng trong chuyện hợp tác làm ăn. Khi ký tá hợp đồng bản mệnh phải đọc kỹ điều khoản. Khi hợp tác cần phải rõ ràng về tiền bạc, luôn khiêm tốn, tránh chuyện thị phi bao đồng thì mọi việc sẽ bình an. Đối với nữ mạng, trong năm Ất Tỵ này gặp hạn ngũ mộ, đây là vận hạn chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc. Vì thế mệnh chủ nên quản lý tiền bạc cẩn thận để không bị hao hụt. Bên cạnh đó, nữ mạng tuổi Dậu 1970 nên vận động thường xuyên, không thức khuya, ăn ngủ điều độ để cơ thể có nhiều năng lượng tích cực. Khi suy nghĩ thông suốt, khí huyết lưu thông tốt thì sẽ tỉnh táo trước mọi việc, tránh được những cám dỗ cạm bẫy bên ngoài. 3. Vận niên. Vận niên của nam và nữ mạng Canh Tuất năm 2025 là mã ngộ đao, tức là ngựa bị thương. Năm có vận niên này thì cần chú ý khi xuất hành đi xa, nếu bản mệnh biết tập trung vào công việc của mình, tránh nóng nảy, điềm tĩnh trước mọi vấn đề thì công việc được thuận lợi, gia đình, vợ chồng, con cái của mệnh chủ dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài. Tiếp theo sau đây là đánh giá tổng quan tử vi tuổi Canh Tuất 1970 năm 2025 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp âm lịch nhận thấy, người tuổi Canh Tuất đón xuân năm mới với tinh thần hân hoan khi vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ập đến, đầu năm mới hành sự hanh thông, hứa hẹn thu hoạch kết quả tốt lành, công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ nguyệt lệnh lâm đế vượng là điềm báo vượng vận quý nhân, đường công danh được trợ lực lớn, gặt hái thành quả đáng nể. Tuy trong quá trình làm việc vẫn gặp chút trở ngại ban đầu, nhưng mức độ không lớn, sau cùng vẫn được xử lý đâu vào đó không ảnh hưởng đến cục diện. Có thiên hình tàng ẩn kẻ tiểu nhân quấy phá, mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm. Tài vận duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài, thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại. Nhưng bạn vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm hốt tay trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến bạn phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Phương diện tình cảm tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa, gia đạo an yên sau khi tuổi Dậu và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình. Người độc thân có đào hoa khoe sắc, có thể nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều. Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn nên chuyên tâm và nghiêm túc hơn với người kia, tâm lý cả thèm chóng chán, yêu đương tùy hứng hay giận hờn vô cớ sẽ chỉ càng khiến đường tình duyên của bạn thêm chút bất ổn.
Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Canh Tuất 1970, năm 2025 âm lịch. Tử vi năm 2025 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất trong đầu năm mới này đang có nhiều bước tiến đáng mong đợi. Nguyệt lệnh lâm đất đế vượng, thời gian này vận quý nhân của bạn khởi vượng, làm gì cũng dễ tìm được quý nhân giúp sức. Các kế hoạch mà con giáp này đề ra đều được đánh giá cao, có dự án lập tức được phê chuẩn để tiến hành, có nhiều lời khen ngợi bởi những suy nghĩ táo bạo độc đáo của bản mệnh. Các khí lan tràn rất phù hợp cho việc tiến hành dự án hay kế hoạch mới, khởi nghiệp cũng khá thích hợp, mọi việc hanh thông trơn tru, hứa hẹn mang tới nhiều điều bất ngờ. Đầu xuôi đuôi lọt, ngay thời điểm đầu năm mà vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ập đến như vậy, hứa hẹn vận trình cả năm sẽ vô cùng hanh thông. Thời điểm này, những chú gà càng chủ động bao nhiêu thì càng dễ gặt hái được thành công. Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước để tích lũy thêm kinh nghiệm, tránh những sai sót không đáng có. Tuy nhiên, có thiên hình hung tinh tàng ẩn kẻ tiểu nhân quấy phá, không thể không đề phòng, mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm. Dường như những bước thăng tiến quá nhanh sẽ khiến tuổi Dậu trở thành cái gai trong mắt kẻ lòng dạ hẹp hòi, thành mục tiêu để tiểu nhân quấy phá. Làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng hống hách, ngạo mạn quá mức mà mang họa vào thân, những trở ngại ban đầu đó sẽ sớm qua nhanh. Quý nhân giúp bạn thêm phần minh mẫn và tỉnh táo, cộng thêm năng lực và sự nhạy bén vốn có, con giáp này vẫn có thể xử lý mọi chuyện đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Để kích hoạt vận khí cát lành thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, tuổi Dậu có thể ứng dụng phong thủy vào cuộc sống thường nhật. Trên bàn làm việc, bạn có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy để mong cầu sự thuận lợi suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió trong công việc. Xét phương diện tài lộc, tuổi Canh Tuất 1970, năm 2025 âm lịch. Xét về tử vi tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Canh Tuất trong năm 2025 âm lịch duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài, thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại, nhưng bạn vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, nhằm hớt tay trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến bạn phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Thêm nữa, đầu năm có kiếp tài chiếu mệnh, nên tuổi Canh Tuất càng khó giữ tiền trong tay, con giáp này chi tiêu khá nhiều cho những kế hoạch đầu năm. Có chuyện là không thể tránh, nhưng có chuyện hoàn toàn là do bạn quá thoáng tay, bản mệnh cần phải cân nhắc trước khi tiêu tiền. Với người làm kinh doanh, sự bình ổn hiện tại có thể coi là một sự thụt lùi, điều này khiến mệnh chủ vô cùng đau đầu, muốn thay đổi tình trạng hiện tại nhanh chóng để không bị rớt đầu năm. Song bạn đừng vì tham mà thâm, bởi khi thứ tài không có thì muốn gặp may về tiền bạc cũng khó, càng đầu tư kinh doanh nhiều thì càng dễ thua lỗ nhiều. Hung tinh hao tài xuất hiện, chỉ cầu ổn định là may, không cầu mong đại phát đại lợi. Bạn tốt nhất nên tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm, tránh bất trắc xảy ra, có tiền nên tích lũy đợi thời cơ trở mình sẽ tốt hơn. Xem phi tinh tháng đầu năm mới, bát bạch tài tinh bay vào hướng đông bắc, gặp cửu tử chủ may mắn cát lành, đây được coi là phương vị vượng tài khí, cát khí. Tại đây bạn có thể đặt biểu tượng cóc ba chân ngậm tiền để dễ dàng thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà, công việc thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Xét phương diện tình duyên, tuổi Canh Tuất 1970, năm 2025 âm lịch. Năm Ất Tỵ 2025, gia đạo của cô bác anh chị tuổi Canh Tuất thường xuyên sum họp, không khí vui vẻ đầm ấm. Bản mệnh thường tổ chức các buổi gặp mặt để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, ôn lại chuyện cũ, hướng về nguồn cội hoặc truyền đạt lại kinh nghiệm sống cho con cháu. Dù là năm 2025 hay sau này, bản mệnh nên thông cảm thấu hiểu và bao dung cho con cháu khi lớp trẻ bận rộn với cuộc sống. Hãy động viên con cháu nỗ lực, cố gắng bằng những lời thăm hỏi nhẹ nhàng, không nên hờn trách hay can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của thế hệ sau, để gia đình phát triển tự nhiên và đạt được thịnh vượng. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Canh Tuất 1970, năm 2025 âm lịch. Bước sang tuổi 56, cô bác anh chị tuổi Canh Tuất nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, hãy lập kế hoạch thể dục thể thao, ăn nghỉ phù hợp và đồng thời thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh, tập thể dục đi bộ nhẹ nhàng mỗi tuần, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp cơ thể cô bác anh chị Canh Tuất xương khớp chắc chắn, khí huyết lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên duy trì tinh thần vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực để thân tâm đều được khỏe mạnh. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt cát tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để cô bác anh chị có một năm mới bình an may mắn.
đối với nam mạng canh Tuất. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mậu năm 2025. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Đối với nữ mạng canh Tuất, hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mậu năm 2025. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Quý vị thân mến, đầu xuân năm mới người Việt ta có truyền thống chọn người hợp tuổi đến xông nhà để cầu mong một năm may mắn, tài lộc sung túc. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi canh Tuất. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi canh Tuất trong năm Ất Tỵ 2025 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Bính Tuất 2006, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Kỷ Mão 1999, cá, Mậu Dần 1998, cá, Bính Thìn 1976, cá, Mậu Thân 1968, cá, Kỷ Mão 1939, cá, Mậu Dần 1938, cá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi canh Tuất trong năm Ất Tỵ 2025 là Ất Hợi 1935, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Ất Hợi 1995, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Ất Sửu 1925, không tốt, Canh Thìn 1940, không tốt, Ất Mùi 1955, không tốt, Giáp Thìn 1964, không tốt, Ất Sửu 1985, không tốt, Canh Thìn 2000, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ
9 đến 11 giờ, giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu, 17 đến 19 giờ, giờ Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Xuất hành mùng 1 Tết, bản mệnh muốn đón tài thần thì đi về hướng Đông Nam, đón hỷ thần thì đi về hướng Đông Bắc. Các khung giờ hoàng đạo tốt cho việc khởi hành như sau: giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tị 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Vâng, thưa quý vị, tháng ngày hối hả đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già, chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái. Qua một ngày mất một ngày, qua một ngày vui một ngày, vui một ngày lãi một ngày, hạnh phúc do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người. Niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy, hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận. Điều quan trọng là ở tâm trạng, tiền không phải là tất cả, nhưng không phải không là gì, đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân. Khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi, nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn, nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, thì tại sao không bỏ ra mà mua, nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ. Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền, làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó. Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú. Người ra phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với ông sư khổ hạnh, hãy làm con chim bay lượn. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình, cha mẹ yêu con là vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn, con ốm cha mẹ buồn lo. Cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi, con tiêu tiền cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ, nhà cha mẹ là nhà con không phải là nhà cha mẹ, khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp, chờ báo đáp là tự làm khổ mình, ốm đau trông cậy ai, trông cậy con ư, nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu, cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử, trông vào bạn đời ư, người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi, trông cậy vào đồng tiền ư, chỉ còn cách ấy. Thế sự là vậy, đành cam chấp nhận, am hiểu vô thường, để tự trấn an và an ủi người phối ngẫu, trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp lại không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau, cái được người ta chẳng hay để ý, cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào cách thưởng thức nó ra sao, người hiểu đời rất quý trọng. Biết nhận lấy những gì mình đã có và đang có, không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn. Cần rộng mở tấm lòng, tử tế hết sức mình, yêu cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình, tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư, biết đủ thì lúc nào cũng vui. Chi túc thường lạc, tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui, tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui. Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến. Có thể yên lòng không hổ thẹn với lương tâm là được, huống hồ nghĩ ra ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao, quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái. Bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao mặc kệ. Vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình. Sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn, thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở, chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong. Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già, tuổi không già tâm già, thế là không già mà già, nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già, sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức, ăn uống quá thanh đạm, thì không đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được, quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu, mọi thứ đều nên vừa phải. Người ngu gây bệnh, hút thuốc, say rượu, tham ăn, tham uống, người dốt chờ bệnh, ốm đau mới đi khám chữa bệnh, người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống, chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy. Tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi. Dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị,
Tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết. Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh, hoàn toàn khỏe mạnh, đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp, đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu, con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cuộc sống lành mạnh. Trong những lời Phật dạy có câu, sai lầm lớn nhất của đời người làm mất mình, phá sản lớn nhất là tuyệt vọng, lạc quan là một cẩm nang, nên luôn mang theo bên mình, cô đơn là chất độc như cholesterol trong thức ăn dầu mỡ. Cuộc sống tuổi già nên đa tầng đa nguyên, nhiều màu sắc, có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc, hạnh phúc được tăng lên nhờ những người bạn xung quanh, nhưng không nên phụ thuộc vào họ. Con người ta chịu đựng hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình, thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất, quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào. Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu, nhớ chuyện xa xưa, gấm nhậm lại quá khứ, đến giai đoạn xế bóng, người ta đã đi chót con đường sự nghiệp. Vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đứng ở sân cuối cuộc đời, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, nên thiết tha tìm lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thổ nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ. Có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống, quý trọng và được đắm mình trong những kỷ niệm thơ ấu là một niềm vui lớn của tuổi già. Ông bà ta thường khuyên, còn nước còn tát, muốn ngẩng đầu thì đừng đi bằng đầu gối, nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng, không hài lòng thì mặc kệ nó, đó cũng là một sự giải thoát. Trên trần thế mấy ai có cuộc sống hoàn hảo, chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt, chết sống do mệnh trời, sống chết không hẹn thời kỳ, cuối cùng cho tàn cũng trở về với cát bụi, ai cũng phải đi qua con đường đó, đi thế nào chính mình cách lựa chọn. Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời không chống lại được, khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi, cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.